Chiều nay thì em Chiến cùng với anh Sáu sẽ xuống Long An, xuống nhà chú Thủy để tư vấn về cái chỗ đặt bộ K3 và xem vận chuyển vào trong nhà như thế nào các bạn. Chính vì vậy mà em Chiến sẽ quay lại vlog trong quá trình này để cho các bác có thể trải nghiệm cùng em Chiến cùng với hành trình thú vị như nào các bác nhá. Hiện tại thì em Chiến đang ở quận 12, xuống tới Long An thì theo như Google Maps nó rơi vào khoảng 37 km là tới nhà chú Thủy. Chia sẻ một chút, chú Thủy làm công việc nghề nông, chú có vài hát trồng chanh. Như vậy đây là một cái trải nghiệm thú vị, bây giờ sẽ đi nhá. A few moments later. Sắp đi tới nơi rồi các bác ạ. Khung cảnh đồng quê, làng quê rất là thanh bình. Có cây dừa này, có bờ sông này, có khói đốt ven đường, rất là thanh bình. Đây là cầu, giống như cầu khỉ. Ở đây trồng chanh rất nhiều các bác ạ. Bên này là đồi chanh Long An nhá, các bác nhá. Trồng chanh, cầu Ba Hạt, lên cầu. Gần đến nhà chú Thủy rồi. Ở bên này thì trồng mía, ui rất nhiều mía. 3, 2, 1. Đây là không gian nhà chú Thủy, rất là rộng. Đúng là ở quê là nhiều đất, nhiều cây cối, xanh mát và nhà rất là không khí rất là trong lành. Và bây giờ sẽ dẫn vào các bác vào trong này để chiêm ngưỡng những cái đồ gỗ mà chú Thủy đã sở hữu ở trong này các bác. Đó, rất là nhiều đồ. Thì lúc nãy thì chú Thủy có ở đây nhưng mà chú ngại. Chú Thủy ngại. Thì đầu tiên là đây là một cái bàn tròn mà từ thời bố mẹ của chú Thủy để lại. Thì bàn này nó sẽ khoảng 30 tuổi rồi. 30 năm tuổi. Đấy, 30 năm tuổi. Bằng gỗ gỗ Hương Việt. Đấy, gỗ Hương Việt. Đây, cái này là con sư tử. Sư tử. Đấy, sư tử. Đây là một cái thiết kế rất quen thuộc, rất truyền thống ở miền Tây. Đấy, các bác thấy chưa? Và chú kể lại thì ngày xưa là bố mẹ là để thích để đá thôi, không để cái mặt bằng gỗ. Đấy, để nguyên như này. Có thể là để cho bàn này nó sạch và nó không có hiện tượng nứt. Các bác đấy nhá, sư tử này rất là quen thuộc đúng không? Còn đây là một bộ li băng, gọi là li băng nhỉ. Bộ này bằng gỗ lim ngày xưa. Đấy, lim ngày xưa. Chiều rộng là 1m7 và chiều dài là 2m6 gì đó. Hình như là 2m6. Ở đây em Chiến không có thước không đo được nhưng mà áng chừng đấy. Thì cái độ dày này các bạn, độ dày đây theo như em Chiến nhìn thì nó khoảng 6 phân. Đấy, 3 tấm. Đấy, ván 3 tấm. Thì có một cái điều đặc biệt như này, cái gỗ ngày xưa lim xanh ấy các bạn. Đấy, lim xanh thì rất là bền. Đấy, rất bền luôn. Bao nhiêu năm này, bộ này kiểu khoảng 30 năm rồi, từ thời bố mẹ để lại. Mà cái gỗ nó im phăng phắc luôn, im phăng phắc. Đấy, gỗ liền lạc luôn, các bác nhìn thấy chưa? Gỗ liền lạc luôn. Đấy, ở đây nhá, đây là những cái chi tiết mà rất là quen thuộc về cái khóa lại. Các bác nhìn thấy chưa? Khóa lại đây. Đấy, khóa lại, đây là cái chốt khóa. Còn cái đây là chân chữ A. Chân chữ A để kê. Ok chưa các bác? Đây là mặt này. Đấy, tại sao lại bảo là gỗ nó im không phát? Đây, 3 tấm mà cái mặt này vẫn phẳng lì luôn. Các bác thấy chưa? Đây này, cái đoạn ghép này phẳng lì này. Đấy, nó rất là khít luôn nhá, rất là khít luôn. Đưa vào gần hơn để có hình này. Nó rất là khít. Qua được chưa? Rất là khít. Đấy, để chứng tỏ là chất gỗ rất là bền. Đúng là gỗ ngày xưa bền chắc rồi. Đây là cái không gian nhà gỗ, nhà chú. Đây là cột gõ mật. Cột gõ mật các bạn thấy không? Cột gõ mật. Hai cột này rất to, rất chắc. Cột này thì chú bảo là mới phun lại để cho nó bóng, bởi vì hôm trước là cưới con. Đấy, cưới con. Và đây là không gian thờ. Mẫu bàn thờ rất truyền thống, rất tinh xảo, rất tỉ mỉ ở trong này. Còn đây là lục bình về gỗ hương đá. Đấy, thường mình sẽ để lục bình hương đá ở cái không gian thờ này hai bên để thu hút tài lộc.
và chống tà khí. Ok, còn bên này đây, anh cháu có thể đưa ra xa một tí ra bên kia. Còn đây là bàn, bàn này rất là đẹp, vân bông rất là đẹp. Đấy, chất liệu là bằng gỗ eco. Thì chia sẻ với bác thì chú Thủy mua cái bàn này được gần một năm rồi. Gần một năm, chất liệu gỗ eco với những đường vân cực kỳ là độc đáo ở trên này các bác. Ok chưa, rất to, bàn này rộng giống như kính 1.5m hay sao? 1.18m. Cái này dày khoảng 16, dày 16. Lúc nãy em quên hỏi chú nhưng mà em chỉ đo thì dày khoảng 16. 16. 16 hay 18? Khoảng 16. Khoảng 16. Ok chưa? Còn đây là cái bộ bàn bằng gỗ mật. Gỗ mật. Bộ bàn gỗ mật. À, bàn gỗ mật ở dưới. Ghế gỗ mật này. Ghế xinh. Đấy, bàn này cũng mặt bằng đá. Ở dưới thì làm chân bằng gỗ. Còn đây là cái bộ ván, đây là ván 2, 4, 6 tấm, 2, 4, 6. Ok. Bộ này bằng gỗ tràm, gỗ tràm. Gỗ tràm này thì không quá là quý, nhưng mà khi mà có một cái bộ gỗ tràm này sử dụng như này thì nó rất là sang, rất là bền đúng không ạ? Không hẳn là gỗ quý nhưng mà có bộ này thì rất là tuyệt vời đúng không? Kia là cô, cô lúc nãy là có xin phép là cô chú là để quay lại. Quay lại, ghi hình lại cho các bác xem. Để các bác xem một cái không gian có mình chơi gỗ nhiều gỗ các bác ở miền Tây. À quên, ở đây là ở Long An các bác nhé. Long An Long An. Lúc nãy quên địa chỉ là cụ thể ở đâu nhưng mà ở đây Long An. Amazing, good job em. Từ thành phố từ quận 12 đến đây là 37 km. 37 km. Hai bên là vẫn có tủ cơ. Còn tủ là ngày xưa ấy, tủ bên này, tủ bên kia. Đấy, ok chưa? Đấy là em Chiến, anh cháu có thể lùi ra xem toàn cảnh, cứ kéo ra, kéo ra. Đấy, kéo ra, để cho bác xem toàn cảnh không gian này. Xin chào cháu nhá. Đấy, kéo ra nữa ra tít sân anh ạ. Đấy, để cho các bác xem cái không gian nhà rất là quen thuộc. Ở thằng quê giống như là nhà của mình các bác. Em Chiến cũng rất là cảm nhận, rất là thân quen, rất là quen thuộc. Bản thân em Chiến thì cũng nhà mình cũng ở thôn quê. Chính vì vậy mà những cái hình ảnh về cây, rồi hàng rào, rồi nhà gỗ hay là những cái nhà nhỏ nhỏ này đó, nhưng mà lại có không gian rất là rộng, rất là thoáng mát. Các bác nhìn chưa? Rất là thoáng mát. Nhà chú Thủy thì có vài hát trồng chanh. Bên kia là cái kênh. Ở đây là cái đường bên kênh. Đấy, rất là đẹp. Rất là không gian yên bình. 2000 years later. Thế này chắc là ở chỗ này là nhiều phân nó lại như gì nhỉ? Cái này là phân này nó có loại chấu. Đỏ này. Nhưng mà xấu rồi. Đó đi kìa.
Cây này phải trống. Cao quá thật, nó quật gốc của cây này. Chú Thủy ơi, ở đây là chú Thủy có hay ăn lá của nó? Không ăn à? Không ăn được, không biết ăn. À, tụi con ở trên núi ấy, ở Tây Bắc là hay lấy cái lá này. Đúng rồi. Với lại quả thì gọi là quả tiếng Thái gọi là quả mà gì nhỉ? Quả mắc khoạch. Không biết là tiếng phổ thông gọi là gì. Đấy, cây này phải chống cái này không quật đúng không? Cái này là gió lên là cũng lo đấy. Đó là cái chín nó rụng luôn á. Ừ. Có cái cây gì nhỏ mà cái trái. Nhưng mà cái cây kia nè, nó gần đất. Rồi, đây là gì? Mua trái đấy đẹp đấy. Thế thì những ngày rằm thì mình có chọn cái quả này đi bán không nhỉ? Bán thì người ta cũng không. Bây giờ mình nó lại tiện thì họ biết được cái nào họ cần tới đâu mà hái. Quả này để ăn, quả này để cúng, à, nhìn rất đẹp luôn. Mình có cách nào mà để cho nó quả đẹp không chị, hay là cho để nó tự nhiên không? Chín thuốc à? Những nguyên liệu à? Nó bóng. Một gió vừa rồi. Đẹp chưa? Cảnh làng quê đẹp chưa? À, ánh hoàng hôn thì đang xuống dần. Đấy. Trời thì bắt đầu là mát thì. Ở làng quê rất là vui. Đi hái đu đủ này. Đấy. Có chú chó chạy vào cung này. Gà gáy, vịt bơi và được đi hái quả cùng với chú Thủy. Thì đây là một trải nghiệm rất là thú vị, nó giống là gợi lại cái kỷ niệm của nhỏ hái quả với ông bà cho ạ. Ai cũng có cái tuổi thơ thôi, có thể là đi với ông bà, có thể đi với bố mẹ ra đồng mò cua bắt ốc, hay là đi chăn trâu chăn vịt. Đấy là những công việc đồng áng rất rất quen thuộc với làng quê của mình. Và trong buổi chiều hôm nay có những trải nghiệm thú vị như vậy. Nếu như mà các bác cảm thấy là rất là gợi cho mình những cái hình ảnh mà nhớ quê hương, nhớ tới bố mẹ hay là anh chị em của mình khi mà mình đi xa quê hương ấy, thì mọi người có thể chia sẻ ở phần dưới bình luận. Đấy. Các bác nhá, anh em nhá. Xin một like á. Cho xin một like. À, chú Thủy có gì muốn chia sẻ không? Đây là chú Thủy. Chú Thủy là năm nay bao nhiêu tuổi chú Thủy nhỉ? 50 tháng tuổi. Đấy, chú Thủy 58 tuổi. Vẫn là khỏe dẻo dai. Bởi vì là hôm nào cũng thể dục là cầm quả này, ra vườn này. Đây là nhiều ngày. Lao động chân tay là vâng. Đúng rồi. Rất là vui, rất là cảm ơn. Khi nào mà có cháu này, lâu lâu con là đi đặt lên đấy, đấy cũng không thích em có đây đó. Mình làm thì thằng em để hái chanh nữa, mình cứ chọn tầm tổng thừa là chú. Ô, cái này đắp bằng tay hết là chú gì cô bé từ giới cô bé máy xúc à, máy xúc nhưng bằng tay thì chuyên nghiệp đó. Thank you.
À cái quả này, cái quả này chú Thủy ơi, ngày xưa con là cũng đi hái cái quả này ăn lắm. Gọi là quả gì nhỉ? Người Bắc chưa có gì chứ người Nam thì chưa mật lưới á. Quả mật lưới. À kêu bằng chùm bao. Chùm bao, chùm bao. Quả chùm bao. Miền Trung kêu nhãn lồng. Nhãn lồng à? Nhãn lồng đó, nó bao tên lắm. À, mình xưa hồi nhỏ là thích đi tìm lắm. Hồi nhỏ đúng rồi. Cái lá, cái bông, cái ngày coi là được. Có kẹo với gì để ăn đâu. Và cứ đi tìm cái hoa quả này ăn thôi. Mít toàn quả gì? À quả mít. Đấy quả mít đây. Quả mít lúc nãy ăn đây. Đấy. Có cái chín rồi thơm á. Có ba chín rồi, trong thơm rồi. Thơm à? Trong đó có ba chín rồi. Có mùi thơm rồi. Ok, bây giờ về. À, nhưng mà cái đất này là cũng của mình hết chưa chú Thủy? À, của cháu. À, vâng, vâng. Để mà trồng được bằng này là cũng vất vả lắm chú Thủy ạ. Đấy là chăm nhá, trồng rồi nhá. Nhất là công chăm. Các cụ bảo là công chăm mới là công ăn. Đấy. Trồng cái gì mà không chăm là chỉ có hết. Mê rồi chú Thủy vẫn cho bằng này quả đúng cục. Đấy. Rất là cảm ơn chú Thủy nhá. Con nào xin phép bây giờ con về. Con nào con lại ghé qua chú chơi. Dạ, bây giờ về. Xin chào bác.